Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, xe bán tải, có thể nói nó là một mẫu xe đa dụng, mang lại hiệu quả rất tốt cho người sử dụng nó, như hiệu quả và tiện lợi trong công việc, thích hợp với đường địa hình xấu. Tiết kiệm nhiên liệu bởi phần lớn những mẫu xe bán tải đều được trang bị động cơ diesel, sử dụng nhiên liệu là dầu, và một yếu tố rất quan trọng nữa đó là nó đem lại sự an toàn cho những người ngồi trên xe, với hệ thống khung gầm, chassis rất chắc chắn. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe bán tải Ford Ranger 2.2XLS số tự động, màu xanh thiên thanh, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Sản xuất năm 2016, sản xuất tại Thái Lan. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe mới chạy hơn 6 vạn km, xe đã lắp phun đồ, nội thất ghế da, dán phim cách nhiệt. Màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi, camera hành trình. Nắp thùng thấp, vai thể thao. Hệ thống an toàn phanh ABS, EBD, kiểm soát hành trình, ga tự động cruise control tích hợp trên vô lăng. Xe chạy ít nên còn rất mới cả về động cơ cũng như là nội thất và ngoại thất. Khung gầm cũng còn chắc chắn, chúng tôi đã cho xe đi kiểm tra rất kỹ. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.